Chào mừng bạn đến văn phòng thuê nhà ở. Trong video này, chúng tôi bàn thảo luận về tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc là tiền mà người thuê trả cho chủ nhà như một sự đảm bảo cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất tiền thuê nào do người thuê gây ra. Chủ nhà phải giữ tiền trong tài khoản ủy thác và không thể sử dụng nó trong thời gian thuê nhà. Đó là tiền của người thuê trừ khi chủ nhà yêu cầu đúng vào cuối hợp đồng thuê nhà. Tiền đặt cọc không thể quá 1 tháng tiền thuê nhà. Chủ nhà chỉ có thể yêu cầu tiền đặt cọc khi bắt đầu thuê nhà hoặc khi dịch vụ xã hội rút tiền bảo lãnh. Chủ nhà cũng có thể yêu cầu một nửa số tiền đặt cọc khi bắt đầu thuê nhà. Người thuê nhà phải trả phần còn lại trong vòng 2 tháng sau khi chuyển đến. Khi hết thời hạn thuê nhà, chủ nhà có 7 ngày làm việc để trả lại tiền của người thuê hoặc sử dụng quy trình được phê duyệt để thông báo cho người thuê tại sao họ muốn yêu cầu một số hoặc tất cả số tiền. Nếu chủ nhà chỉ yêu cầu một phần tiền đặt cọc, họ phải trả lại số dư cho người thuê. Nếu người thuê nhà không đồng ý với yêu cầu của chủ nhà, họ có thể khiếu nại bằng cách thông báo cho văn phòng thuê nhà ở. Điều này sẽ bắt đầu thảo luận. Khi người thuê nhà và chủ nhà tranh giành tiền đặt cọc, nếu không quá số tiền đã đặt cọc thì sẽ không chịu lệ phí. Trong trường hợp vượt quá số tiền đã đặt cọc thì sẽ bị thu tiền lệ phí. Còn vật nuôi thì sao? Nếu chủ nhà cho phép thú cưng, họ có thể tính phí vật nuôi không hoàn lại khi bắt đầu thuê nhà hoặc phí hàng tháng dưới dạng tiền thuê thêm. Tiền gửi thú cưng được hoàn lại là một phần của khoản tiền đặt cọc và tổng số tiền gửi của cả hai không thể vượt quá 1 tháng tiền thuê nhà. Để tránh những bất đồng liên quan đến tiền đặt cọc, văn phòng thuê nhà ở khuyến khích chủ nhà và người thuê nhà hoàn thành việc kiểm tra chuyển đến và chuyển đi. Văn phòng cho thuê nhà ở có sẵn danh sách kiểm tra điều kiện cơ sở, nhưng bạn cũng có thể tự tạo. Hồ sơ này giải quyết nhiều bất đồng về tình trạng ban đầu của tài sản cho thuê. Nếu bất kỳ thiệt hại được tìm thấy, chủ nhà và người thuê nhà nên thảo luận trực tiếp. Giữ biên lai để sửa chữa hình ảnh của tài sản cho thuê ở đầu và cuối của một hợp đồng thuê nhà và bất cứ điều gì khác sẽ lưu giữ những sửa chữa và thiệt hại. Đây là cách tốt nhất để kết thúc hợp đồng thuê nhà theo các điều khoản tốt và nhanh chóng giải quyết khoản tiền đặt cọc của người thuê. Để biết thêm thông tin, truy cập trang web của chúng tôi tại www.saskatchewan.ca/ort.